cái bài hát hình như nó tựa tên gì. Giờ này cứ xa sắp đóng cửa, người lao công que sạp hẳn lại. Ôi Sài Gòn, Sài Gòn giờ giới nghiêm. Ôi Sài Gòn, Sài Gòn giờ giới nghiêm. Như em tôi Sài Gòn không bụi tối. Cổng bà xếp cái đề bô của ga xe lửa. Cái lô M ngày xưa là cái dãy nhà M. Dạ ngày xưa á, tư sát chiến thiết á, cái dãy nhà. M. Bên kia. Cái dạ con thưa bà. Bà biết cái lô M cư xá kiến thiết hồi xưa nó nằm đâu dãy M á? Dạ. À vườn bông, ngay chỗ vườn bông công viên quán cà phê. Dạ dạ. À, dạ dạ. Dạ. Dạ, Sunny xin chào anh chị và các bạn. Hiện tại là Sunny đang đứng ở nhà thờ Ba Chuông ở con đường Lê Văn Sĩ trước mặt. Xưa kia đó là con đường Trương Minh Giảng. Thì hôm nay Sunny cũng muốn lang thang cái khu vực này với sự yêu cầu của bác Trung Nguyễn. Thì cháu hôm nay cháu cũng muốn quay một cái cư xá, đó là cư xá Kiến Thiết. Để cho nó dễ dàng hình dung thì cháu đứng ngay chỗ nhà thờ Ba Chuông. Trời ơi trời mưa rồi. Dạ con tạm ngưng. Dạ Sài Gòn chợt mưa chợt nắng. Hồi nãy đi vào nhà thờ Ba Chuông thì có một cơn mưa giông ngang qua. Bây giờ thì Sunny lại quay lại với anh chị và các bạn. Bây giờ là chào tập 2. Sunny cũng chào anh chị và các bạn. Hiện tại là Sunny đang đứng ở góc ngã tư Đặng Văn Ngữ và Lê Văn Sĩ, ngay chỗ nhà thờ Ba Chuông. Con đường Lê Văn Sĩ ngày xưa nó tên là con đường Trương Minh Giảng và Trương Minh Ký. Và Sunny hôm nay cũng rất là vui sẽ mời anh chị và các bạn, đặc biệt bác Trung Nguyễn, đi vào một cái cư xá kiến thiết Trương Minh Giảng ngày xưa. Thì trước khi đi vào cư xá này thì cháu cũng đã xác định được cái cô nhi viện Lâm Tỳ Ni nó ở đâu. Và người ta hỏi người ta cứ đoán là lô M, dãy M. Thì cháu cũng muốn là đi từ cái góc ngã tư này để bác và anh chị dễ dàng hình dung. Rồi chúng ta cùng nhau đi. Bây giờ con đường này con đường Đặng Văn Ngữ để vào cư xá Kiến Thiết năm xưa, bây giờ nó khác đổi hoàn toàn lắm. Dạ còn cái hướng này là cái hướng con đường Trương Minh Giảng để về Trần Quý Cáp, bây giờ là Võ Văn Tần. Bây giờ con đường Trương Minh Giảng, Trương Minh Ký, cái đoạn Trương Minh Giảng là nó Trần Quý Cáp, nó là có con đường Trần Quốc Thảo rồi Lê Văn Sĩ. Bây giờ thì nó thay đổi rất là nhiều. Và đây là cái hướng để chúng ta theo con đường Trương Minh Ký để về Lăng Cha Cả của quận Tân Bình. Sau khi đợi đèn xanh đèn đỏ thì xin đi mời anh chị và các bạn đi. Và hôm nay thực hiện cái email của bác Trung Nguyễn, cháu cũng rất là vui. Rồi bây giờ mình sẽ vào con đường Đặng Văn Ngữ. Đối với video này thì cháu thực hiện đi bộ. Cháu sẽ đi bộ con đường Đặng Văn Ngữ này đi tới kênh Nhiêu Lộc luôn, để cho nó dễ dàng bác hình dung được cái
cái khu phố con đường mà ngày xưa bác sống. Và Sunny cũng rất là vui nếu anh chị vô tình ngày xưa cũng sống ở trong cư xá Kiến Thiết. Theo như bác chia sẻ, cư xá Kiến Thiết nè là viên chức, cái cụm cư xá viên chức. Và hỏi sơ sơ một số người dân đó là một cái dãy nhà cấp 4, tầng dãy nó theo số thứ tự alphabet, nhưng mà bây giờ thì nó hoàn toàn khác lạ. Đôi khi hỏi một số người, người ta không biết dãy R, dãy S, dãy M ở đâu. Thì cháu có hỏi, cô Nhi Viện Lâm Tùy Ni ở đâu chú? Rồi thế là phát hiện ra một cái trường học. Rồi từ đó cháu sẽ xác định, cháu đi vào, cháu hỏi tiếp. Và những cái phân định, những cái dãy nhà của cư xá Kiến Thiết thì nó bây giờ nó trở thành cái hẻm. Và hẻm rất lớn, hẻm có xe hơi đi vào được. Đi cái đoạn này tự nhiên hãy nhớ cái bài hát. Cái bài hát hình như nó tựa tên gì? Giờ này cư xá sắp đóng cửa, người lao công quê sạt hành lang. Ôi Sài Gòn, Sài Gòn giờ giới nghiêm. Ôi Sài Gòn, Sài Gòn giờ giới nghiêm. Như em tôi Sài Gòn không bụi thôi. Và cái nhà ngày xưa ven ở đây. Và con đường này là con đường Huỳnh Văn Bánh. Huỳnh Văn Bánh nó sẽ đi, nó xuyên qua cái đường vầy xe lửa. Và đây là những cái hẻm để vào cư xá. Nó cứ ngăn ngăn như thế này. Thì một lát cháu sẽ tới cô Nhi Viện Lâm Tùy Ni. Sau đó cháu sẽ đi vòng vòng những cái dãy nhà của cư xá Kiến Thiết ngày xưa. Khi mà Sunny thực hiện những cái yêu cầu thì Sunny cảm thấy rất là xúc động. Tại vì mình làm một điều gì đó cho các anh chị, các bạn và đặc biệt các bác lớn tuổi, vì điều kiện, vì sức khỏe nên chính vậy không có về được. Nên chính vì nhờ những cái clip này nè, mình nhìn ra Sài Gòn ngày hôm nay cái khu vực này nó như thế nào. Và chúng ta đang đi trên địa bàn Phú Nhuận. Đây có một con hẻm vào sớm. Và xa xa thì chúng ta thấy cái kênh Nhiêu Lộc rồi. Có con đường Hoàng Sa, Trường Sa. Nó kéo dài từ cầu Thị Nghè tới cái khu vực con đường Hoàng Văn Thụ. Khu chợ Ông Tạ. Cái đường chợ Ông Tạ, con đường Phạm Văn Hai, Thọ Ngọc Hầu đó. Dạ đây là những cái dãy cư xá đây. Cái hẻm cứ nó những con đường vuông góc với nhau. Đây dãy nhà lầu mới. Thưa bác thì con rất là vui thực hiện cái clip này gửi đến bác. Hy vọng rằng bác nhận ra một cái địa điểm nào đó. Chứ bây giờ thì nó thay đổi nhiều lắm bác. Như bác chia sẻ bằng email đó thì bác nói là cuối dãy M của bác đó là một cái cô Nhi Viện Lâm Tùy Ni. Thì cháu đã xác định cô Nhi Viện Lâm Tùy Ni là nó ở đây. Dạ, đây là cái cư xá, những dãy cư xá nè. Để một lát cháu sẽ gặp người lớn tuổi, chứ bây giờ người ta
bán nhà, mua nhà, người mới, người cũ ở. Nãy trước khi đi quay cái clip này cũng đi vòng hỏi sau đó mình xác định gửi xe gắn máy để đi. Và đây là để trước khi mà quay cô Nhi Viện Lâm Tỳ Ni thì xin phép anh chị và các bạn quay cái dãy nhà kế bên cô Nhi Viện Lâm Tỳ Ni. Dạ đây, cô Nhi Viện Lâm Tỳ Ni ngày hôm nay thì nó trở thành trường tiểu học Phạm Ngọc Thạch. Con cũng xin hỏi anh chị, đặc biệt bác thì không biết là cái kiến trúc của cô Nhi Viện Lâm Tỳ Ni nó có giống như thế này không hay là có sự xây sửa rồi? Dạ đây, như bác mô tả thì dãy M nó sẽ cuối là cô Nhi Viện Lâm Tỳ Ni, thì cháu sẽ nghi ngờ là cái khúc này. Dạ, đối diện đây, cô Nhi Viện. Dạ đây, một lát thì cháu sẽ đi bộ vào trong khu vực này. Rồi cháu hỏi vòng. Ngày xưa những cái cư xá thường là nó cấp 4. Cấp 4 thì bác chia sẻ thì bán trả góp. Và cái cư xá này nó hình thành trước 55, bán trả góp cho các công nhân viên chức. Các viên chức đó ở đây một con đường Hoàng Sa Trường Sa, và bây giờ nó cũng rất là thuận tiện trong vấn đề giao thông. Và ở đây có một cái cầu xi măng, cái cầu mà nó rất là nhỏ để qua cái khu vực đề bô ở bên cống Bà Xếp. Trước mặt chúng ta đó là cây cầu số 5. Dạ, số 5. Cháu sẽ qua đường để quay một tí gì đó cái kênh Nhiêu Lộc ngày hôm nay. Dòng xe lũ lượt tấp nập. Dạ rồi. Dạ, cây cầu số 5. Và đến cái khúc này thì cái dòng Nhiêu Lộc sẽ uốn lượn, nó men theo để tới cầu Thị Nghè, cầu Kiệu, cầu Bông, cầu Bùi Thị Nghĩa, Trương Minh Giảng, Thị Nghè đó. Dạ. Ý, có một cây cầu nữa trên con đường Trương Minh giờ là cầu Lê Văn Sĩ. Và mé hơn bên kia là chúng ta sau cái dãy nhà, mé bên kia là cống Bà Xếp, cái đề bô của ga xe lửa. Và cái hướng này chúng ta sẽ một tí nữa thôi, chúng ta sẽ về con đường Phạm Văn Hai, khu vực ông Tạ, ngày xưa có tên là Thội Ngọc Hầu. Dạ. Đây cái dãy nhà phố ở góc này. Rồi, mời anh chị và các bạn sẽ vào cái dãy cư xá kiến thiết năm xưa. Cái trường Phạm Ngọc Thạch bây giờ nó mở rộng, nó dài tới đằng kia luôn. Bây giờ thì mời anh chị và các bạn mình sẽ đi vào một cái cụm dân cư, bây giờ nó trở thành một cái hẻm của khu vực quận Phú Nhuận, xưa kia đó là cư xá Kiến Thiết. Và đây là cái cô Nhi Viện Lâm Tỳ Ni, và đối diện rồi qua đường. Hạnh phúc khi mà thực hiện cái clip này. Phía cuối của cái dãy nhà, những con đường nhỏ nhỏ hai bên cư xá,
bây giờ nó nhà lầu nó thay đổi rất là nhiều. Một đi một đoạn nữa thì chúng ta sẽ phát hiện một cái công viên, thì hy vọng rằng cái công viên này là một cái điểm nhấn để anh chị và các bạn, đặc biệt bác, sẽ hình dung ra. Trời ui ui, hồi nãy trời ui ui, bây giờ trời nó nắng như thế này nè. Cái nhà này cũng xây sau này thôi, với lối kiến trúc cũ xây sau này. Đây là cái công viên. Công viên và có con đường để thoát ra cái bờ kênh. Công viên dọc dọc công viên như thế này nè. Ở đây có một cái quán cà phê. Thôi à, sẽ xen vào con đường này để đi qua mé bên kia tiếp. À, bác, à, khi mà bác xác định được cái gì, bác chia sẻ giùm con, à, cái giây thứ mấy, cái phút thứ mấy, à, nó có những cái ký hiệu gì đó bác nhận ra, thì bác sẽ chia sẻ với con, thì con có thể bác comment trên kênh hoặc là gửi email để con lại quay lại. Tại vì cái làm cho đi theo yêu cầu là những cái niềm vui, và vui lắm. À, cái dãy nhà bây giờ nó san sát, nó thay đổi rất là nhiều đi vào trong khu vực này. Và bây giờ ở đây thì nó theo địa chỉ thì nó ba cái sẹt là vô ba cái ngõ con đường Lê Văn Sĩ, và cái khu vực này là quận Tân Bình. Gặp ai lớn tuổi thử hỏi cái đó, cái nhà bây giờ nhà lầu như thế này nè, đâu có ngờ ngày xưa là một ở đây là một khu xá. Ở khu vực này cũng rất là yên tĩnh. Đối với Sài Gòn thì Sunny có một số cư xá mà Sunny cũng biết đó, cư xá Bắc Hải, cư xá Lự Gia, và hôm nay là cư xá Kiến Thiết. Đó là những con đường. À, hỏi bà bác. Anh ơi cho em hỏi ha, cái lô M ngày xưa là nó, cái dãy nhà M, dạ ngày xưa á, cư xá Kiến Thiết á, cái dãy nhà. Kiến Thiết ở bên kia. M, M. Bên kia, bên kia. À, cái dãy trên kia. Dạ, chắc là, dạ, cô Như Diện Lâm Thị Ni thì con biết là cái chỗ trường học rồi, mà dãy M. À, tại vì có một bác cũng rất là lớn tuổi ở Cali á, ở Mỹ đó, hồi xưa ở khu vực này, nên nhờ con đi quay lại cái khu vực để nhớ lại kỷ niệm xưa đó mà. Dạ 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 dạ, thôi con cảm ơn bà, con đi. Bà bác bắt 54 thì bà bác khi mà chia sẻ nói chuyện thì xin đi xua chắc là bà bác đang có ngày xưa ở đây. Đi cái thời tiết mà mùa mưa đó, đi cũng rất là thích. Lâu lâu thì nó không có nắng, nhưng mà nó hơi khó khăn cái lúc mưa lúc nắng, lúc mưa lúc nắng, sợ ảnh hưởng đến thiết bị. Nhưng mà thôi cứ đi, mưa thì mình trú. Rồi bây giờ quẹo trái. Ở đây có những cái quán cà phê. Dãy M. Dạ, qua luôn. Thì đó, một số người thì người ta kinh tế khá hơn, hoặc là có người khác đã mua mảnh đất, thì cái nhà, những nhà cũ ta đập nát hết và chuẩn bị xây nhà lầu. Và bây giờ chính vì điều đó thì nó trở thành những căn nhà, nó trở thành như vậy nè, cái cụm dân cư nhà lầu mẹ bên đây nè. Ra hư kia là Đặng Văn Ngữ rồi.
cái nhà lầu chuẩn bị hoàn thành giao nhà. Anh chị có thể là chia sẻ ngày xưa cái khu vực này nó như thế nào, anh chị có nhận ra được điểm nào hay không? Sydney thì ở khu vực này thì cũng không rành lắm, không rành. Đây, hỏi bà bác bánh cuốn coi, coi bác có rành cái khu vực này không? Dạ con thưa bà biết cái lô M cư xá kiến thiết hồi xưa nó nằm đâu, dãy M á? Dạ. À vườn bông, ngay chỗ vườn bông công viên quán cà phê. Dạ dạ. À, ra. Dạ dạ. Dạ. N là ngay cùng. Dạ. Ngay cùng giáp danh ra cái mé bờ kè. Dạ. Đúng rồi, bên này. Dạ dạ. Còn cô Nhi viện Lâm Tỳ Ni là cái trường học. Ở trường học ạ. Dạ. Dạ dạ. Là con cảm ơn. Dạ. À, con đi vòng lại. Dạ con cảm ơn. Con đi hướng này coi. Rồi, ngay chỗ hồi nãy công viên á, bác anh chị là dãy M. Làm sao mà nhận ra được. Bây giờ thì Sinh Hy sẽ, nếu mà chúng ta sẽ đi từng dãy từng dãy từng dãy, sau đó sẽ ra một cái cụm dân cư của con đường Trương Minh Giảng, nay là con đường Lê Văn Sĩ. Bây giờ Sinh Hy sẽ quẹo ra cái hướng về cái bờ kênh Nhân Lộc, quay kỹ nét khu vực đó cho nó dễ dàng. NM ngay chỗ bờ kết. Xe tải. Khi ở chợ ở khu vực này yên tĩnh ghê. Nó xa cái khói bụi ồn ào của những con phố chính của Sài Gòn. Phố. Đây. Cái này không biết là xác định là đi hướng này cả. À, cái đây là ngọn cục rồi, ngọn cục. À, xin đi quẹo ra. Chắc quẹo phải thôi. Ngày mai Sinh Ni sẽ tranh thủ quay cái chợ Phạm Văn Hai có rạp hát Đại Lợi, chợ Phạm ở cái khu vực ông Tạ, đường Phạm Văn Hai, Thọ Ngọc Hầu ngày xưa, gửi anh chị và các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi theo cái hướng này. Đây là vẫn là những cái hẻm của con đường Lê Văn Sĩ. Đó là hẻm cục đó. Và chúng ta sẽ đi từng bước cho những cái dãy này và nghi ngờ là dãy M. Muối đây. Bán muối. Muối đây. Cái chuyện mà bán muối, cái chuyện rau, cái tiếng rau của ngày xưa nó khác. Ai mua dây chai dép đất mụ bể bán không, hoặc là tàu hủ đây, hoặc là như vân vân và vân vân, nó theo một cái ký hiệu nào đó. Nhưng mà bây giờ cái tiếng reo hò nó mai một rồi. Nó có cái loa gắn cái USB MP3, thế là phát lại, cứ lặp lại chứ nó không còn giống như ngày xưa nữa. Con đường này đi rồi. Và mình sẽ ra cái Nhiêu Lộc, trên Nhiêu Lộc.
Và cái kênh Nhiêu Lộc cũng xin khép lại cái clip này. Hy vọng rằng đây là một số hình ảnh cháu gửi cho bác để bác nhìn lại cái khu vực cư xá Kiến Thiết như thế nào, và đồng thời gửi cho anh chị và các bạn. Đôi khi mình sẽ nhìn những cái hình ảnh này, chúng ta hình dung được khu vực cư xá Kiến Thiết ngày xưa với ngày nay nó như thế nào. Điều đó cũng rất là vui để cập nhật cái cuộc sống hàng ngày, mặc dù là chúng ta ở tỉnh xa Sài Gòn hoặc là định cư ở nước ngoài, nhưng hàng ngày mình cùng đi lang thang để cập nhật giống như mình đang ở Sài Gòn. Cứ tưởng tượng mình đang ở Sài Gòn, những cuộc sống trôi nó diễn ra. Và nghe anh chị chia sẻ thì nó cũng bị mất một phần nào đó cái cư xá Kiến Thiết này. Trồng kênh Nhiêu Lộc trước mặt Nhiêu Lộc. Cảm ơn anh chị và các bạn đã cùng lang thang với Sunny. Hẹn gặp lại anh chị các bạn trong những cái clip lang thang tiếp theo của Sunny Đoàn. Xin thân ái mến chào anh chị và các bạn. Bye bye anh chị nha, hẹn gặp lại. Bye bye.